Sách Iascam Thần Thánh vừa ra quyển 18, Quân thử làm chưa? Rồi, nhưng mà có một cái đề writing này nó em thấy hơi đau đầu ấy. Cô Linh chữa giúp em nhé. Ok, vào việc. Bây giờ chúng mình sẽ thử làm một đề writing task 2 trong bộ Cam 18 huyền thoại mới ra nhé. The most important aim of science should be to improve people's lives. To what extent do you agree or disagree with this statement? Như chúng ta đã biết thì writing task 2 có thể chia thành 4 dạng. Đầu tiên đó là opinion essay, đó là câu hỏi do you agree or disagree? Advantages, disadvantages là dạng số 2, nêu lợi ích và bất lợi của một hiện tượng vấn đề. Số 3 có thể là causes, problems, solutions, dạng nêu lý do, vấn đề và cách giải quyết. Và discuss both sides, tức là dạng mà chúng ta sẽ cần phải thảo luận về hai mặt của một vấn đề, hai cái viewpoint. Và có một dạng nữa, đó là dạng two-part question. Dạng này thì người ta có thể hỏi các bạn các câu hỏi bất kỳ, có thể là hỏi về lý do, sau đó là hỏi về lợi ích hay là hỏi về ý kiến cá nhân của mình. Và ở đây chúng ta có thể nhận thấy câu hỏi của đề bài đó là to what extent do you agree or disagree with the statement? Vậy chứng tỏ dạng này thuộc dạng opinion essay. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải chú ý điều gì với dạng agree và disagree? Thứ nhất, dạng bài là to some extent do you agree or disagree? Tức là chúng ta đồng ý hoặc không đồng ý ở mức nào. Và một cái keyword rất quan trọng trong đề này đó là the most important aim. Với những dạng bài mà có những cái so sánh nhất thế này thì cô khuyên là để mà an toàn và các bạn có thể đảm bảo được cái quan điểm của mình trong suốt bài làm thì chúng ta sẽ nên đồng ý hoàn toàn hoặc là không đồng ý hoàn toàn. Và ở đây nếu như cô làm thì cô thấy là hướng đồng ý hoàn toàn sẽ phù hợp hơn để chúng ta phát triển ý. Chúng ta đi vào cấu trúc của đoạn văn nhé. Đầu tiên thì sẽ luôn có phần introduction, bao gồm một câu paraphrase lại đề bài và một câu chúng ta sẽ nêu quan điểm của bản thân về ý kiến này. Hai đoạn thân bài, chúng ta sẽ một câu nêu big idea, tức là main idea, luận điểm chính của chúng ta, và chúng ta sẽ nên có hai câu support, và chúng ta nếu có ví dụ cụ thể thì càng tốt nhé. Và với đoạn kết luận conclusion thì chúng ta sẽ tóm tắt lại toàn bộ những cái ý chính đã viết ở trong hai đoạn thân bài và nêu lại quan điểm của mình. Ok, vậy thì làm thế nào để chúng ta đạt được điểm cao cho tiêu chí task achievement với đề bài này? Ok, chúng ta sẽ cần phải có một cái sự phát triển ý rất là mạch lạc, logic nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem mình sẽ có một số những cái luận điểm như thế nào cho đề bài này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng đoạn thân bài một nhé. Luận điểm đầu tiên cô có đó chính là sự ứng dụng của khoa học trong việc hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Với cái sự ra mắt của rất là nhiều những cái thiết bị tự động thì hiện tại những cái hoạt động ở trong nhà, household chores chẳng hạn, chúng ta đã hoàn toàn có thể nhờ robot làm thay, và cái này là sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều thời gian hơn để làm những cái công việc khác. Luận điểm số 2 đó là liên quan đến giao tiếp cũng như là giải trí. Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các thiết bị cầm tay như là smartphone, tablet, hay là chúng ta có rất nhiều những cái công cụ để chúng ta giải trí như là bộ thực tế ảo này, kính thực tế ảo này, hay là những màn hình cảm ứng để giúp chúng ta có thể gia tăng được cái sự hiệu quả cũng như là làm chúng ta hài lòng hơn khi chúng ta giao tiếp giữa người với người trong các hoàn cảnh như là công việc này, học tập hay là giải trí. Và đoạn thân bài số 2 cô sẽ tập trung chủ yếu vào một luận điểm rất lớn, đó chính là về chăm sóc sức khỏe. Thì khoa học đóng một vai trò vô cùng quan trọng từ quá khứ cho đến hiện tại về vấn đề này. Ở quá khứ thì chúng ta đã có những cái nghiên cứu về cách chữa trị, cách phòng chống cũng như là cách xóa bỏ những cái căn bệnh rất là nguy hiểm thông qua vaccine hay là thuốc thang. Và hiện tại gần đây, đặc biệt là sau sự bùng nổ của dịch Covid-19 thì chúng ta đã có rất nhiều những cái thiết bị, những cái phát minh để chúng ta có thể nâng cao sức khỏe hàng ngày. Từ những cái thiết bị liên quan đến tập tành này cho đến những thiết bị mà giúp chúng ta có thể theo dõi sức khỏe thường xuyên từng giây một. Chúng ta có thể đo được huyết áp này hay là nồng độ oxy trong máu rất là tiện lợi. Bây giờ chúng ta sẽ thử cùng nhau tìm hiểu một đoạn thân bài mẫu nhé. First of all, one major application of science in our lives lies in the support in everyday activities. By the emergence and continuous improvements of a wide variety of electronic appliances, tasks that are repetitive, such as household chores,
can be totally or partly automated and replaced, leaving people more time to devote to more complex operations that require greater human concentration. In terms of communication and entertainment, the arrival and increasing popularity of handheld devices, smartphones, virtual reality headsets, interactive screens, to name a few, have immensely boosted the effectiveness and satisfaction of human interaction when it comes to work, conversations, and recreation. Ở đây chúng ta có thể học được rất là nhiều những cụm từ tốt về công nghệ này, cũng như là về những cái ứng dụng của khoa học. Ví dụ, nói về sự xuất hiện, chúng ta có từ emergence, hay là nói về những cái sự cải tiến liên tục, chúng ta có cụm continuous improvement, rồi là thay thế cho sự cho cái từ a lot of bằng a wide variety of. Tiếp theo, những từ liên quan đến công nghệ như là totally or partly automated, được tự động hóa một phần hoặc là hoàn toàn này. Rồi là khiến cho mọi người có thể có thời gian để cống hiến, devote to something, dành thời gian làm cái gì nhiều hơn. Tiếp theo, chúng ta cũng có những cụm như là the arrival and increasing popularity of something, cái sự xuất hiện cũng như là cái sự phổ biến của một số thiết bị cầm tay, handheld devices. Rồi, virtual reality, thực tế ảo này, hay là màn hình cảm biến, interactive screens. Chúng ta cũng sẽ có một số collocation để nói về hệ quả của việc này như là immensely boosted the effectiveness and satisfaction, cải thiện rất lớn về hiệu suất cũng như là cái sự hài lòng trong cái tương tác của con người với con người. Mong rằng các bạn sẽ thấy video này thật là hữu ích trong quá trình OT IELTS, đặc biệt là IELTS Writing nhé. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của IELTS On Go nha. Goodbye, see you!